tất cả nhanh lên. Bây giờ chúng ta sẽ lên xe nghỉ một chút rồi về nhà cho sớm nhá. Ôi, chưa bao giờ phải leo cao như thế này, mệt quá. Nhưng cũng thích. Hồng cũng chưa bao giờ được ngắm những phong cảnh nào đẹp như thế. Thật tự hào khi được lên đỉnh núi Yên Tử. Lát nữa lên xe ngủ một giấc, về đến Hà Nội. Tiếc không khí ở đây thật. Hôm nay chỉ có Tím Béo là sướng nhất. Mà Tím Béo đi đâu rồi nhỉ? Nó bảo chờ dưới xe cơ mà. Không thấy Tím Béo đâu cả. Bạn nào trên xe, xem có thấy bạn Tím Béo trên đấy không? Thưa thầy, không thấy Tím Béo ở trên xe ạ. Bác Tài ơi, bác cho hỏi, bác có thấy cái cậu béo béo hôm nay đi đâu rồi không ạ? Cậu bé nào? Sao anh lại hỏi tôi? À, cái cậu béo béo mà mắt đeo kính ấy ạ? À, tôi nhớ ra rồi. Mà sáng tôi thấy cậu ấy đi cùng cả đoàn cơ mà. Từ lúc mọi người đi, không có ai quay lại đây cả. Làm thế nào bây giờ? Hay là cậu bé vẫn loanh quanh ở chỗ ga cáp treo hả anh? Từ sáng đến giờ không thấy Tiến Béo ở trên xe. Không biết có ham vui mà đi vào nhà dân không nữa. Làm cách nào để tìm được Tiến về đây giờ? Chắc là chỉ loanh quanh đâu đây thôi. Mọi người chia nhau đi tìm nhanh nhanh về kẻo tối. Dạ vâng ạ. Minh, Huy, Quang Béo, Quang Gầy, xuống giúp thầy đi tìm bạn đi nhé. Chú ơi, cháu gửi tiền ạ. Đi chơi về rồi à? Có vui không con? Hả? Sao về sớm thế? Ơ, cái thằng này, mẹ hỏi không trả lời là thế nào? Tiến ơi! Tiến ơi! Tiến ơi! Chẳng hiểu thằng này đi đâu nữa. Tìm mãi mà không thấy, mệt quá. Thôi, ra báo thầy Lâm. Bố mẹ không tưởng tượng ở đâu, hôm nay mọi người đã bỏ rơi con ở Yên Tử. Thôi chết. Nếu như không có một đoàn xe khách cho con đi nhờ về Hà Nội, thì bây giờ con vẫn đang còn lang thang ở đấy. Có chuyện này hả con? Mọi người xấu lắm. Con có làm gì mọi người đâu mà mọi người lại bỏ con rơi con đấy. Trời ơi, sao lại có chuyện này cơ chứ? Ông không thể để như thế được. Ngày mai ông phải đi gặp ông thầy mắng cho ông ấy một trận. Anh ta không thể mang con người ta đi rồi bỏ ở nơi đất khách quê người. Nhỡ may nó xảy ra chuyện gì thì thế nào nào? May mà con trai mình nhanh trí, nó về được đến nhà đấy. Được rồi, mình cứ bình tĩnh. Để tôi hỏi con nó vài câu, xem đầu đuôi sự thể ra sao. Mà này. Thôi, con nó vừa đi về, nó mệt, để cho nó nghỉ. Con, vào nhà, tắm rửa đi rồi, ăn cơm, đi con. Khổ thân con tôi. Thưa thầy, chúng em đã tìm khắp quanh đây, nhưng không thấy bạn Tiến đâu cả. Bọn em cũng không thấy bạn Tiến ạ. Cái thằng này, tức thật, biết thế không cho nó đi nữa. Làm thế nào bây giờ hả anh? Thì phải tìm bằng được Tiến về, chứ biết làm cách nào. Thôi, em lên xe trước đi, bây giờ thầy sang phòng bảo vệ để tìm hiểu kỹ xem sao đã. Vâng ạ. Thầy đi. Tình hình thế nào rồi anh? Chúng tôi tìm kiếm xung quanh khu vực này nhưng không thấy cậu bé đâu cả. Mới đây có một người tới báo thấy một cậu bé béo béo đúng như các anh đã tả. Cậu ta chạy theo một chiếc xe rồi vẫy, nhưng chiếc xe đó chạy nhanh quá, cậu ta quay lại lên một chiếc xe khác. Chiếc xe này mang biển số Hà Nội. Tôi đoán cậu ấy đã về Hà Nội rồi. Chỉ có điều khác với sự mô tả là cậu ta không mặc võ phục giống như các bạn ở trong đoàn. Có thể em Tiến đã thay một bộ quần áo khác, nhưng tự ý bỏ lên xe người khác và về nhà trước thì tôi nghĩ là em ấy không dám đâu ạ.
anh thử liên lạc với gia đình xem sao. Biết đâu giờ này cậu đang ngồi ở nhà rồi. Lâm. Dạ. Còn có số điện thoại của gia đình Tiến không? Thưa thầy là trong hồ sơ xin học võ thì có đầy đủ, nhưng ở đây con không có. Anh ơi, anh cố gắng gọi loa giúp một lần nữa xem có tìm được em ấy không. Bây giờ mà không tìm được em ấy, chúng tôi cũng không về được đâu ạ. Chúng tôi đã gọi loa, đã cho người hỏi thăm khắp khu vực này. Tốt hơn hết bây giờ muộn rồi, mọi người cứ về đi. Nếu có thông tin gì của cậu bé, sáng mai tôi sẽ liên lạc. Tôi nghĩ thế này, một cậu bé 5-6 tuổi mà bị lạc thì chúng ta mới đáng lo ngại. Đằng này cậu ấy 15-16 tuổi rồi, thanh niên rồi. Tôi nghĩ cậu không lạc đâu. Có lẽ cậu bỏ đoàn về nhà trước đấy. Bây giờ về nhà mà không tìm thấy em Tiến thì chúng tôi cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ em ấy cả. Thật là không ngờ, gay go quá anh ạ. Với những thông tin chúng tôi đã thu được, tôi chắc chắn giờ này cậu ấy đang ở nhà rồi. Vâng. Rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh ạ. Cảm ơn. Vâng. Alo. Dạ đúng rồi ạ. À, thầy Lâm đấy ạ. Cảm ơn thầy, cháu nó về tới nhà rồi. Sao? Thầy bảo sao ạ? Tất cả mọi người vẫn đang đi tìm kiếm nó trên Yên Tử ạ. Thôi chết đi. Vậy mà nó nói với tôi là nó bị mọi người bỏ rơi nên đã đi nhờ xe khác để về Hà Nội ạ. Dạ vâng, xin lỗi thầy. Chúng tôi thật sự xin lỗi thầy và mọi người ạ. Dạ dạ, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Vâng 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 ạ. Vâng, chào anh ạ. Mày... Hừ quá rồi con ạ. Mày chẳng ra cái gì cả. Mày để cho mọi người lo lắng, tìm kiếm suốt từ chiều đến giờ đấy. Thưa thầy, thông tin các anh bảo vệ đưa ra là hoàn toàn chính xác đấy ạ. Em Tiến đã theo một chiếc xe khác về Hà Nội rồi. Bây giờ em mới đang ở nhà. Có chắc chắn không? Dạ, chắc chắn ạ. Cái thằng. Ngày mai xử tội nó mới được. Huy sẽ cho nó một cái bạt tai. Làm mất bao nhiêu thời gian của mọi người. Thằng này không đánh không được. Mai Quang cũng sẽ dạy cho nó một bài học. Để chưa có thói vừa hèn vừa ích kỷ ấy đi. Không có tinh thần tập thể gì cả. Chưa leo núi đã kêu mệt. Chưa thấy đồng đội đã bỏ về. Con trai như thế này không được. Thôi, không nhắc đến chuyện của bạn Tiến nữa. Chắc là bạn ấy lo lắng quá nên mới làm như thế thôi. Cũng may là bạn Tiến an toàn ở nhà. Chứ nếu không, giờ này mà bạn không có ở đây mà cũng không có ở nhà thì chắc chắn là thầy trò chúng ta lại phải cắm trại đây qua đêm để tìm bằng được ra Tiến rồi. Thôi, mọi người lên xe đi. Muộn rồi đấy, đi. Để thay đổi không khí, tôi sẽ bắt nhịp, chúng ta sẽ cùng hát một bài nhé. Rừng núi giang tay, 2, 3. Rừng núi giang tay, nối lại biên xa. Ta đi vòng đời hôm nay để nối sơn hà. Mận đến bao la, anh em ta về. Gặp nhau mừng như bao ta quay cuồng trời đồng. Ta say, ta nắm nơi trong một vòng tươi sáng. Như anh! Tìm béo. Ê thằng tìm béo đây rồi. Hôm qua mày làm mọi người mệt gần chết. Nửa đêm mới về tới nhà. Thì tôi nhìn nhầm xe chứ không phải là cố tình đâu. Nhìn nhầm này. Cái biển số tốt lù như thế mà mày cũng nhìn nhầm được à? Thằng củ chuối. Thì ở đấy do nhiều xe giống nhau quá nên tao à. Bắt này, nhầm này. Thế nhá, tao nói cho chúng mày biết nhá. Chúng mày có thể chửi, mắng tao thế nào cũng được. Nhưng không được đánh. Bao đầu tao hiểu chưa? À, đánh vào cái đầu của mày cho mày bớt. Bớt ngu đi. Bớt ngu đi. Không đánh thằng này nữa. Thằng này á, có đánh đến chết cũng không hết ngu được đâu. Ê dạ, nhầm được. Nể lời các bạn.
Tao tha cho mày. Thầy Lâm đến. Ê, thầy Lâm đến rồi kìa. Thầy Lâm đến rồi, thầy Lâm đến. Thầy Lâm, thầy Lâm. Có việc gì không con? Con chào thầy ạ. Có việc gì không con? Dạ, thưa thầy. Sau đợt thi liên cấp sắp tới, con sẽ tổ chức cho các em thi đấu giao hữu với các võ sinh của thầy Quỳnh. Con đã liên hệ và thầy Quỳnh đã đồng ý nhận lời rồi ạ. Đợt thi đấu tới khác với đợt thi đấu vừa rồi giữa các võ sinh cùng môn phái với nhau. Con phải nhắc nhở các võ sinh thật kỹ từng vấn đề. Tuyệt đối không có thái độ thách thức, không coi thường các môn phái khác. Phải đặt tinh thần võ đạo lên trên hết. Luôn học hỏi lẫn nhau, tôn trọng nhau. Phải có tinh thần đoàn kết và xây dựng. Con nhớ chưa? Các võ sinh của con đều thấm nhuần tư tưởng đó thầy ạ. Con tin sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy đâu thưa thầy. Biết là thế, nhưng vẫn phải đề phòng có trường hợp võ sinh nào đó bị thua, không kiềm chế được mình. Trường hợp này đã xảy ra nhiều rồi. Ngay bản thân con ở giải vô địch khi đấu với Dũng đấy. Vì thua nên Dũng đã dùng lời lẽ xúc phạm con ngay tại võ đài. Con còn nhớ không? Không bao giờ con quên ngày hôm đó. Con sẽ lưu ý thưa thầy. À, còn Dũng, dạo này thầy có tin tức gì không ạ? Võ đường của Dũng vẫn hoạt động nhưng không mạnh. Thầy tiếc cho Dũng. Dũng có trình độ, có khả năng, nhưng cái tính của Dũng đã làm hại Dũng. Thế thì làm sao mà thu hút được học trò đến với mình? Đã lâu rồi con cũng không gặp Dũng ạ. Làm thầy không ai mong muốn có học trò đi chệch hướng như Dũng. Đã nhiều lần thầy tâm sự với Dũng, không nên có quan niệm ăn thua ở đời. Một người bình thường mang tư tưởng đó đã hại rồi, huống hồ là một võ sư lại càng hại hơn. Thầy mong Dũng sớm hiểu cho điều đó. Nhìn mọi chuyện trên tinh thần đạo võ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Dạ, vâng ạ. Sao bọn nó lâu đến thế? Cố đợi chúng nó thêm một lúc nữa đi. Bọn nó kia kìa. Đâu? Đâu? Tí nữa đúng nó rồi. Nhưng mà chúng nó có hai thằng, biết làm thế nào bây giờ? Tí nữa chúng nó sẽ chia tay nhau ở đây. Bọn mình sẽ bám theo thằng Ngọc, chặn nó lại. Được rồi. Đi. Thôi tớ về đây. Ừ về nhá. Mai gặp lại. Hôm trước mày dám phá bọn tao, hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết tay. Huy ơi, Huy ơi, cứu Ngọc với. Huy ơi, Huy ơi. Thôi. Huy ơi, cứu Ngọc. Có thằng Huy bọn mình không ăn được đâu. Rút thôi. Nhanh lên. Bọn Hảo Lắc à? Sao chúng hiệu đuổi đánh Ngọc? Chiều hôm qua bọn chúng định móc túi một bà ngoài chợ. Ngọc thấy thế liền hô cứu nguy. Ai ngờ hôm nay bọn chúng chặn đường, định đánh Ngọc. Để Huy quay lại cho nó vài cước. Thôi, không cần đâu. Bọn chúng cũng sợ rồi. Tốt nhất không nên đánh nhau thì hơn.
đi. Ui, ui dồi ôi, quay lại đi ông ơi. Ui đi luôn ông ơi. Này, tao trông cái lưng này quen quen mày ạ. Là thằng béo, đệ tử của Trúc Lâm phái. Đúng là nó rồi. Mày định theo dõi bọn tao à? Bữa đó. Kêu kêu. Kêu. Kem cốm kem dừa đây. Ôi chạy. Chạy đâu như ăn cướp thế hả? Ôi. Ôi. Ôi mày thằng kia đứng lại. Đem kem cho tao. Ôi trời ơi, kem của tôi rồi ơi. Không biết hè này bố mẹ có cho tụi mình về quê chơi không nhở? Tao cũng không biết nữa. Em chỉ muốn về quê chơi chứ ở thành phố như là bị nhốt trong chuồng ấy. Sao mày khéo ví von đấy? Em nói thật mà, nhà mình may mắn vì đã có quê, thế mà lại không được về quê chơi, rõ là chán. Anh chỉ thích về quê trộn thức ăn cho lợn thôi. Không biết con lợn năm ngoái thế nào rồi nhở? Con ấy béo ơi là béo, em thích nó kinh khủng. Làm gì cũng nằm, kể cả ăn nó cũng nằm cơ. Coi chừng á, có ngày mày giống nó đấy em ạ. Anh khéo lo, mà bây giờ sự ăn của anh cũng rất khủng khiếp. Em mất khẩu phần với anh đấy. Ừ, thì nhờ anh tập võ mà. Lạ nhở, tập võ, đánh nhau lại càng ít, ăn lại càng nhiều, mâu thuẫn quá. Thì thầy Lâm dạy như thế mà, không đánh nhưng cũng phải có người kính nể mình, thế là quá đẹp rồi. Ơ, Minh Chi kìa, bọn mình đuổi theo, trêu bọn nó đi. Tên, tên, tên. Tên, tên, tên. Con chào bố. Con chào bố ạ. Sao hôm nay hai đứa về muộn thế? Đường thì đông đúc, xe thì chạy ẩu. Hai đứa phải biết về cho đúng giờ cho bố mẹ khỏi lo chứ. Dạ, hôm nay chúng con ở lại lớp họp và vệ sinh lớp ạ. Thôi, hai đứa lên tắm rửa xuống ăn cơm. Vâng ạ. Cái gì đấy? Ông lại bắn chúng à? Thì chúng lại về muộn cứ khiến mình phải lo. Khổ lắm, người ta có con gái người ta mới lo nhiều. Mình toàn con trai, cũng vừa vừa thôi. Con nào cũng thế thôi. Tuổi này chúng nó còn dại dột sốc nổi lắm. Xảy một ly, đi một dặm đấy. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông, làm sao mà mình kiểm soát được tất cả mọi hành vi của chúng bây giờ? À, hay là tôi mua cho chúng nó cái điện thoại di động, gọi một cái là biết ngay chúng nó ở đâu. Mà điện thoại bây giờ giá nó cũng rẻ. Điện thoại di động tôi cũng nghĩ rồi, nhưng mà tôi thấy không ổn ông ạ. Không ổn là không ổn thế nào? Có điện thoại di động, tiện thì tiện thật. Thế nhưng mà để con mình tiếp cận với những của cải vật chất người lớn sớm quá cũng không tốt đâu. Những thứ người khác dễ có như là xe máy này, điện thoại này mà con mình không có, có khi lại hay đấy. Tôi chả hiểu ý bà. Có thế mà ông không hiểu. Bây giờ chúng nó quen với những thứ này sớm quá, chúng dễ sa đà, tầm thường đi. Ông hiểu không? Có điện thoại mới trong tay là có nhu cầu đổi điện thoại mới, đổi điện thoại xịn hơn. Đại khái là thế, tôi không thích. Tôi hiểu rồi, nhưng vẫn cứ lo lắm. Vấn đề ở đây ấy, tôi thấy là ông đấy. Sao lại tôi? Ông là bố chúng nó, ông phải nói chuyện với chúng nó thường xuyên hơn. Ngày nào tôi chả nói chuyện, bố con tôi còn xem đá bóng với nhau, mà lại còn dùng lẫn đồ của nhau nữa ấy chứ. Tôi biết rồi, nhưng mà vấn đề ở đây là thế này này. Bây giờ ông cũng phải nói chuyện với chúng nó về vấn đề người lớn, về chuyện tình cảm, rồi chuyện an toàn giới tính nữa. Chuyện đấy tôi biết gì mà nói. Khổ, ông nói tôi lại điên hết cả lên. Sao? Không biết cái gì mà không biết. Ông đừng có thỏ non đeo kính lão nhá. Tôi nói cho ông biết, tôi là tôi biết tuốt thần tuột tất cả những cái chiến tích của ông từ năm 15 tuổi. Đâu quá, bà thì biết cái gì? Tôi mà là còn không biết à? Mẹ chồng tôi kể cho tôi hết rồi đấy nhá. Kể rồi à? Mỗi lần tôi tưởng tượng ra cái chiến tích của ông là tôi trôi hết cái ruột ngang. Ôi, đâu tôi bỏ ra. Tôi xin, tôi xin. Nó cười cho cái kia. Cười thì kệ trong nó.
Nhạc lắm. Sao chỗ này ngôi thứ ba số ít, chị lại không thêm S vào động từ? Có đấy chứ. Có đâu mà có. Tất cả ngôi thứ ba chị đều không thêm S đây này. Đâu, chị xem nào. À, chị viết nhanh. Bỏ qua đi. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Để em xem nhá. 1, 2, 3, 7, 8. Tất cả là 8 lỗi, vị trí là 8 nghỉ. Mình đi nè. Từ từ, bình tĩnh. Em thử xem, em có bao nhiêu lỗi đây này. Nào, để chị xem. Thứ nhất, không thêm S. Thứ hai, sai cả lỗi chính tả. Để xem nào. Còn chia sai cả thì nữa này. Mà mỗi lần sai thì 2.000 nhá. Để chị đếm xem nào. 1, 2, 3. Chị giả bài em đây. Không giả. Thế bây giờ chị có định giả bài em không? Không giả. Không giả thì rất giả. Có chuyện gì thế hai đứa? Dạ, bọn con học tiếng Anh ạ. Học tiếng Anh vất vả gớm gì? Chị bắt ép con lắm mẹ ạ. Trừ những 2.000 đồng một lỗi liền. Các con phải học cho tốt. Bây giờ đi làm ý là phải biết ngoại ngữ. Mà tiếng Anh là thông dụng nhất đấy. Vâng. À, mẹ ơi. Gì? Hôm trước con thấy mẹ trên TV. Thích ơi là thích. Hay là mẹ, dạy con làm diễn viên đi. Làm diễn viên vất vả lắm con ạ. Chẳng sung sướng gì đâu. Đi diễn thì liên miên, có mấy khi ở nhà đâu nào. Cũng may là bố hiểu và thông cảm cho mẹ, nên không cằn nhằn gì, mà còn chăm sóc các con rất là chu đáo, đúng không nào? Nhưng con vẫn muốn làm diễn viên. Hay là mẹ dạy con đi. Làm diễn viên thì phải học thật là nhiều, đâu phải thích là được đâu con. Nhưng mà con thấy mẹ trên TV xinh ơi là xinh. Con được mặc nhiều quần áo đẹp nữa cơ. Hồn thế. Đấy là khi lên hình thì phải hóa trang. Mà ở trên TV á, thích già cũng được, thích trẻ cũng được. Ơ, thật thế hả mẹ? Thế con có được học không mẹ? Bố cô, cứ học cho tốt đi. Rồi lớn lên á, thích làm nghề nào mà chẳng được. Nào, hai đứa tập trung vào học đi. Để mẹ xuống xem cơm nước như thế nào nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Thank you.